Cocomi 90g, tàu hơn 20%, giá 4.500. Làm sáng ngày suốt đêm không hết việc. Trời ơi, tôi có hai đứa con gái cũng như không rồi. Trời ơi trời, sao cái con Ngọc Nga này kỳ vậy ta? Gì đâu mà nó bay từ Mỹ về đây mà bay mấy ngày mà chưa tới là sao? Gọi điện thoại cứ ồi e. Còn bà Tâm Lan nữa, tao nói thôi đi, ở nhà làm mắm với mẹ cho rồi. Nó hoài xin việc làm cái gì? Nó ra hồn ra vía gì trơn trời. Ừ mà cũng đúng ha. Thôi cứ để nó đi ra ngoài đi. Rồi nó đi làm, rồi nó còn có quan hệ bạn bè, rồi nó lấy chồng nữa chứ, đúng không? Chứ không lẽ là suốt đời nó cứ gục mặt vô mấy cái lu mắm như mình. Ơ trời, chết chưa? Đó, nói mắm tôi mới nhớ. Trời trời trời. Rồi. Tôi thử được chưa nghe? Hủ mẹ. Trời ơi, sao mà cái mùi vị nó ngon dữ vậy trời. Sao mà khéo dữ, sao mà giỏi dữ không biết. Thế nó không có cái mùi mắm nào mà nó ngon bằng cái mùi mắm ở đây hết trơn cái trời. Đây, đây là hũ mắm mẹ đây. Đây là hai cái hũ mắm con. Tại đây cái hũ mắm mẹ này nó tới, nó có chín mùi, cái nó ngon, nó đậm đà. Còn hai cái hũ mắm con này nó chưa tới, nó lạt nhát. Mình nó mà trẻ ra được chừng khoảng chừng 5 tuổi, thôi 7 tuổi cũng được. Trời ơi, đến đây hai đứa con của mình thua xa mẹ, chấp luôn cả cái xóm này, toàn bộ phụ nữ con gái ế toàn tập luôn. Làm sao mà bằng hai tân thời này. Ý trời ơi, con Tâm Lan. Alo, Tâm Lan. Trời, con đi đâu suốt cả một đêm rồi mẹ lo quá nè. Mẹ chết ở đâu rồi hả? Mẹ, con còn sống nên mới gọi điện thoại cho mẹ chứ. Sao sao, kết quả sao rồi con? Mẹ ơi, con đang đầu tắt mặt tối, làm gì cũng hết nữa. Nhưng mà cứ kể mẹ dài nghe. Dài dòng con... lắm Tâm... Bây giờ á, để chút chiều đi. Nhưng mà con kể cho mẹ nghe. Ê, nhưng mà mẹ muốn nói với con á là cái... Ê, Tâm Lan. Trời đất ơi, mẹ lo muốn chết à. Mới cứ vừa nói một hai câu rồi chưa cái gì đó, nó lật đâu nó cúp máy à. Con này, mày đi suốt cả một đêm như vậy làm sao? Mày chết rồi, mày đi suốt cả một đêm như vậy là có chuyện rồi. Trời ơi, không biết chuyện lành hay chuyện dữ. Tâm Lan. Lúc sáng anh nói vậy là có ý gì à? Bộ anh bắt đầu yêu tôi hả? Cô lại nằm mơ nữa hả? Chỉ yêu với bộ thôi. Anh nằm mơ thì có, tự nhiên yêu giả bộ làm chi vậy? Cô đừng bao giờ phải hỏi lý do. Khi mà người ta sẵn sàng chia cho cô một cục tiền đáng kể. Hả? Hả? Anh sẽ trả tiền cho tôi hả? Tôi có giá vậy sao? Mà nhiêu vậy? 200 triệu. Wow. Cô thấy sao? Bao nhiêu đó là nhiều lắm sao? Nếu cô cần, tôi sẽ tăng giá cho cô. Tôi là người chứ không phải hàng hóa đâu nha. Tùy cô thôi.
Nhưng mà tôi có một cái tò mò, tại sao anh vào bà cố luôn á mà anh không có đi xe hơi riêng vậy? Tôi không thích. Lý do? Chắc chắn là phải có một cái lý do gì đó đặc biệt đúng không? Nè, tôi cũng là nhân viên mà cô thích đi soi mói đời tư của giám đốc quá vậy hả? Hả? Đúng là con nít quỷ. Em ăn kem nè, mấy ngàn một cây thôi, ngon lắm á. Anh không biết đó chứ, ngày xưa đó em chỉ ước ao ăn được một cây kem rẻ tiền như vậy mà không có nữa đó. Em cảm ơn nhiều lắm. Cảm giác thú vị quá. Đó, vậy nè, anh rất thích em những lúc như vậy, rất là hồn nhiên dễ thương lắm. Vì còn những lúc khác á là em lạnh lùng khô khan khó ưa lắm hả? Cũng gần gần là như vậy. Như anh nè, lúc cần làm là làm sống làm chết, lúc cần buông là buông xả hoàn toàn. Anh không để cho công việc đè nặng lên cuộc sống của mình đâu. Nhưng mà em đang lo lắng lắm đó. Anh coi đó, thằng Hoàng nó dám đưa một nhân viên về nhà ngủ qua đêm. Ồ, thằng Hoàng này giỏi nha, dám sống theo những ý nghĩ của mình. Nhưng mà đó là một cô gái lỡ thì rớt hạng. Em đừng có vội nóng. Anh nói cho em nghe, nếu mà là chuyện không nghiêm túc thì nó sẽ sớm kết thúc ngay thôi. Anh có vẻ sành sỏi trong chuyện yêu đương quá ha. Trúng tim đen rồi chứ gì. Ăn kem đi, thư giãn. Đừng căng thẳng ha. Thưa cô, nếu mà cô chịu hợp tác á thì cả hai đều có lợi. Cô suy nghĩ kỹ lại đi, đừng có làm eo làm sách nữa. Tôi đã nói là không muốn mà, anh đừng có ép tôi nữa. Hay là cô muốn thêm tiền 250 triệu, ok? Nghe thì có vẻ hay ho á, nhưng mà tôi không phải là cái kẻ mà chuyên môn tiếp tay cho anh để đi lừa người khác. Cô không phải là người mà đi lừa người khác hả? Vậy cái chuyện mà cô thay tên đổi họ thì là cái gì? Ủa, mà cái chuyện của tôi nó hoàn toàn khác nhau. Khai tên đổi họ nó đâu có ảnh hưởng gì tới ai, khác với cái chuyện mà anh giả bộ yêu đương để đi lừa người khác. Hả? Gì vậy? Bà đây. Đi đâu vậy? Hả? Cái gì vậy? Thấy ngồi đây á, êm hơn bên kia không? Tất nhiên. Nếu mà cô chấp nhận yêu đương với tôi á thì cuộc sống của cô chỉ toàn là chăn ấm nệm êm. Mà giả một yêu đương với tôi á thì cô cũng đâu mất mát gì đâu, đúng không? Chẳng những vậy, cô còn được tiếng thơm nữa, danh dự lắm đó. Danh dự hảo thì có, mấy đương gái dân trời thích, tôi cũng tèm. Làm ơn đi, mẹ tôi suốt ngày cứ ép uổng lãi nhãi cái chuyện bồ bịch vợ con, tôi quải lắm rồi. Ngay cả mẹ anh mà anh cũng không thương lượng được, vậy làm ăn được cái gì? Bây giờ vậy đi, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ trở thành nhân viên chính thức, không phải thử việc nữa. Còn lương tôi tăng 10% cho cô luôn. Hả? Bắt đầu từ tháng này. Thiệt vậy hả? Thiệt. Cô suy nghĩ cho kỹ lại đi, không thôi là hối tiếc á. Bắt đầu từ hôm nay tôi với cô sẽ hẹn hò giống như một cặp tình nhân thực sự. Không biết anh thuộc loại người gì á, cứ đem tiền bạc cái quyền lực của mình ra để ép uổng người khác. Thì có quyền lựa chọn mà. Trời ơi, lựa cẩn thận nha. Ui ui ui, nhẹ tay nhẹ tay.
mấy tấn đó chị? Coi được không vậy? Ôi, đi ơi. Ủa? Tôi nghe người ta đồn á là con Tam Lan đi xem mắt phải không? Đúng rồi. Trời ơi, ế gì thì ế, chứ đâu có phải dắt đi để mà mai mối đâu bà. Để người ta đồn rùm hết cái chợ này nè. Trời, tôi nói thiệt bà nha, mình còn sĩ diện mình nữa mà. Tôi nói nghe nha, người ta có miệng thì người ta nói, làm sao mà mình bịt miệng ta được chứ. Nhưng mà xin lỗi nha, làm sao con Tam Lan nhà tôi mà nó ế lâu được. Bởi vì sao nè, nó xinh đẹp nè, nó giỏi giang giống tôi nè. À, thấy không? Ôi, người ta ganh tị thôi chị ơi. Thôi, kén cá chọn canh quá rồi, cái không biết là chọn được hoàng tử hay gặp nhà ăn mày. Ê, bà nghĩ sao bà? Bà nghĩ sao mà con gái tôi, con Tam Lan mà gặp ăn mày làm sao? Xin lỗi nha, phải từ chủ dựa cá trở lên đó. Trời đất ơi, chủ dựa cá thì tanh rừng vậy làm gì? Ê, 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 bà nói nha, đụng chạm nha bà. Tôi là chủ dựa cá nha bà. Thương, Thương, nói Thương nghe chưa? Tụi mình ở đây nè, từ nhỏ tới lớn là lam lũ với biển, làm sao mà không tanh mùi cá. Nhưng mà phải nói cho nó đúng là thơm mùi cá. Đúng rồi. Cá biển, hiểu chưa? Thôi 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 đi, chân mình á thì còn lắm mê mê, lại còn cầm đuốc mà đi rê chân người. Nói nghe, chân ai lắm mà tôi không biết, chứ tôi lúc nào nè, chân tay nè, sạch sẽ thơm tho nè, đúng không nè. Còn bà, cái gì với tôi nữa đây? Ai á mà nói con Tam Lan nhà tôi ế chồng này kia kia nọ thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghe đó là cái loa của bà đó ha, là phóng ra to nhất á. Coi chừng tôi á, tôi giận mấy người á. Cái con mẹ này, bực mình. Cái hồi còn trẻ đó, tôi lúc nào cũng thua bả trơn á. Còn bây giờ á, bả cũng lấn lướt được tôi nữa. Bà ơi, số phận rồi, cam chịu đi. Nhưng mà bà nói sai có một điều này nè. Sai gì? Tôi thấy bà có cái hơn bà. Cái gì hơn? To xác. Ờ, đúng rồi. Bởi vậy á, tôi phải lấy thịt á, tôi đè cái con mụ này mới được. Tôi nghĩ anh có thể chọn bất cứ cô gái nào khác, tại sao lại chọn tôi? Vì cô có một ưu điểm, đó là nếu tôi cặp kè với cô thì tôi sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm thật với cô. Tôi nhớ là hôm nay có một cuộc họp quan trọng lắm. Cô đi họp đi. Đi đi. Vậy là tôi đã hướng dẫn cho các em cách khui rượu, rót rượu và cách phục vụ rượu làm sao cho đúng cách. Các em nắm rõ hết chưa? Rõ. Giỏi. Rượu ngon. Và vấn đề tiếp theo rất là quan trọng, đó là khâu quản lý nhân sự và tổ chức. Tất cả nhân viên trong cái resort Lan Rừng này không ai được phép đi trễ dù một phút hay là một giây. Đồng ý thì vỗ tay. Ôi, trễ rồi, trễ rồi, trời trễ quá. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi, họp tiếp đi anh. Cô Lan, cô biết hôm nay là có cuộc họp rất là quan trọng, tại sao cô đi trễ vậy? Em xin lỗi, thành thật xin lỗi. 100 lần xin lỗi, 1000 lần xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô, bà đi trễ 15 phút đó nha. Dạ, tại tôi có công chuyện á. Nhưng mà tại sao cô cứ gọi tôi là bà cô trước mặt mọi người, cô mới vừa lòng hả? Cô, cô, hai cô trật tự ha. Hôm nay tôi còn rất là nhiều điều quan trọng để tôi phổ biến tới các em ha. Xin lỗi anh Quang, cái vấn đề về việc nhân sự là chuyện của em. Ok, tôi nói cho cô biết, cô đã có một vài lần vô tổ chức, vô kỷ luật. Và đặc biệt là cô đã để lộ chuyện A6 đi ngoại tình, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của khu resort này. Nếu như một lần nữa cô vi phạm nội quy của khu resort thì tôi sẽ đuổi về cô. Cô nói chưa? Đừng có lớn tiếng Thu Lan. Mọi người thông cảm, hôm nay cô đến trễ á là tại vì tối hôm qua cô đã ngủ ở phòng của tôi. Anh Hoàng, anh không nói giỡn đấy chứ? Có gì đâu mà mọi người phải ngạc nhiên như vậy. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, quý nhau là chuyện bình thường mà.
mà giả bộ yêu đương với tôi á thì cô có mất mát cái gì đâu. Chẳng những vậy á, cô còn được tiếng thơm nữa. Danh dự lắm đó. Tự nhiên hắn lại bô lô bô la như vậy, chỉ khiến cho người khác thêm ganh tị với mình thôi. Nhưng mà mình cũng cảm thấy hãnh diện mà. Nè cô Thu Lan, có phải là cô đã ngủ với anh Minh Hoàng không? Thì giám đốc đã nói như vậy rồi mà. Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời trực tiếp của cô. Thì đúng vậy đó. Cô ghen hả? Cô rõ ràng là không hiểu gì về anh Minh Hoàng rồi. Ảnh á, đã bao năm nay đâu có yêu đương gì với ai đâu, và cũng chẳng thèm để mắt tới một cô gái nào. Và cô với ảnh cũng chỉ mới biết nhau gần đây thôi. Tôi không tin là giữa cô và anh Minh Hoàng lại nảy nở tình yêu thật sự. Thì có ai nói là tình yêu đâu. Vậy ý cô là chỉ qua đêm thôi chứ gì? Đến bản thân tôi á cũng hoặc không thể tin được điều đó. Bởi vì anh Minh Hoàng không phải là loại đàn ông như vậy. Còn nếu anh chơi trò tình một đêm thì phải là với tôi, hoặc là với một ai đó, chứ không thể là với một người thiếu hấp dẫn như cô. Nè, đêm qua cô có ở chung phòng với tụi tôi đâu mà cô biết chuyện gì đã xảy ra hả? Tròn quay như hột mít vậy hả? Mập thù lồ à, xấu à. Nhỏ này, mày không biết gì hết á. Ở Việt Nam á hả, cái người mà mi nhon đi ra đường á nhiều lắm rồi. Những cái người mà mập tròn trịa như chị á mới là độc á. Đúng rồi, độc quá bị mới ế tới giờ đó. Nhỏ này. Nè, đi về hồi nào? Tại sao không về thẳng nhà? Hẹn chị ra đây làm chi vậy? Em muốn gặp chị trước để coi tình hình nó làm sao đã. Chứ em nghi em mà về á, chiến tranh bùng nổ với mẹ liền à. Nhức đầu. Đúng rồi, cũng có thể đó. Tại vì mẹ nói hả, là mẹ nghe người ta nói em bỏ chồng nè, rồi đi về Việt Nam á, là mẹ sẽ không bao giờ tha thứ á. Trời. Chị. Như vậy. Nhưng mà chị phải giúp em, chị phải binh em nha. Ôi, chị không có binh được đâu. Trời, chị cũng định về hồi với mẹ nó hả? Không phải. Tại vì bây giờ chị cũng sợ gặp mẹ nè. Sao hả? Đêm hôm qua tao đi chơi, tao không có về. Tao đi overnight luôn. Đi với ai? Thì tất nhiên là con trai rồi. Làm gì nhìn chị dữ à? Bộ chị đi chơi đêm là chị hư lắm à? Trời ơi, chúc mừng chị nha. Chị tôi vậy mà cũng có bồ nữa, ghê. Trai không, nghe anh không? Tất nhiên rồi, đẹp trai hết sảy luôn. Chủ resort, trẻ măng à. Nó nhỏ tuổi hơn tao nữa. Trời ơi, mà công nhận á, không biết số tao dạo này lên hay sao á. Trai nhí nhí đi theo tao, bu tao nườm nượp. Có gì đâu. Bây giờ Mỹ, nó có model mà phi công trẻ lái máy bay bà già hả? Hot lắm. Nè, sao kiếm ông nào mà ly dị vợ hay là vợ chết rồi giới thiệu cho em coi hả? Trời, vậy là em quyết định em về Việt Nam luôn, bỏ chồng thiệt á hả?
Nhưng mà chắc em phải ra ngoài em mướn nhà em ở quá à. Chứ em không có sống yên với mẹ đâu. Nè, em định nói là em trốn mẹ cả đời được không? Đi, đi. Giống á. À. Từ nha, đổi nha. Rồi, rồi. Rồi, 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 rồi. Kéo xuống. Kéo xuống. Dạ xuống đi. Kéo xuống. Từ từ nha. Từ từ. Chị ơi, em sợ quá à. Đã nói là đừng có nói nữa mà. Em mà nói, chị cũng sợ lây theo á. Chị cũng đang sợ nữa mà. Mà mẹ đâu rồi ta? Chị đâu có biết. Mẹ đâu rồi mẹ? Mẹ ơi, em đây. Trời, sao có tiếng mà không có hình vậy? Nói nghe nè, mẹ mình nhiều chiêu lắm á. Có chuyện hôm nay mẹ xài chiêu mới á. Trời, trời sợ vậy. Ôi. Kêu đi, nhỏ nhỏ thôi. Kêu đi. Mẹ ơi. Mẹ đây. Có khi nào mẹ trèo lên cây không? Cây hả? Thôi, đi đu dây xuống cầm theo cây giỏi hả? Mẹ ơi, mẹ. Em đây hai cô. Mẹ. Chà, hai bé xinh quá nhỉ. Mẹ. Ồ, hai em mà cũng biết sợ tôi à? Sợ. Thường quá. Mẹ. 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 Mẹ tính làm gì vậy mẹ? Tôi đang giở trò rung cây nhắc chỉ. Mẹ ơi. Trời ơi. Hai con quỷ cái. Chà. Làm gì mà la rần trời trời vậy? Còn kia, tại sao bỏ chồng? Dạ, thì không có thì bỏ thì sao? Trời ơi, mày dám nói với mẹ mày cái kiểu đó. Nói tình. Nói gì? Nó ngoại tình. Bệnh hả? Con đi làm quần quật suốt ngày, con kiếm tiền con nuôi nó. Nó bị thất nghiệp, nó ở không riết rồi nó sinh tật, nó đi ngoại tình á. Cái thằng chồng của cô nó xấu gì vậy mà nó ngoại tình à? Nó ngoại tình với con còn xấu hơn nó nữa. Trên đời này cái con nào mà nó xấu hơn thằng chồng của cô? Hả? À, nó ngoại tình với cái con tay kia. Mập 130 mấy ký. Mà đã vậy rồi nó còn làm cái đen nó mới đau chứ. Ôi tội quá. Hả? Tội cái thằng chồng của cô á, thế nào nó cũng chết vì cái cô bị đen đó. Mẹ nói đúng rồi mẹ. Con tưởng tượng á, thế nào nó cũng bị con bị đen nó đè chết. Nên
Bây giờ tới cái chuyện của cô đi nè. Cô thích cái thằng Hùng Anh phải không? Đúng không? Không, tôi biết là chắc chắn là cô thích nó rồi. Nhưng nó có thích cô hay không, đó là cái vấn đề tôi quan tâm. Nói. Mẹ ơi, theo con biết á là thích rồi á. Sao? Nó thích con hả? Dạ. Vậy là được rồi hả? Nhưng mà bị gãy gánh rồi. Gãy gánh làm sao? Con thích nó thích con sao gãy gánh? Tình cảm đang phát triển vậy á, tự nhiên có một thằng cóc con vô phá đám á. Trời đất ơi, cái thằng cóc con đó, thằng nào cũng đem nó vậy đây. Tao nói mẹ trì nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có làm lớn chuyện mà. Cái thằng cóc con á, hả? Nó là nồi cơm của mình á, cả một gia đình mình luôn. Nó là giám đốc á. Ơi, như vậy là trất quốc nữa rồi hả? Dạ. Khổ dữ thế. Gì mà? Sao vậy? Sao vậy? Dạ. Hồi hôm qua cô đi là cô có mặc cái quần thun đen đó ở trong. Sao bây giờ cô về không có cái quần? Cái quần đâu? Cái quần đâu hả? Mẹ ơi mẹ. Đừng có nói với tôi là mẹ ơi mẹ không có. Mẹ đừng có làm vậy. Giận oan cho con, tội nghiệp con mà mẹ. Mẹ à, cô giải thích cho tôi cái chuyện này làm sao. Mẹ cái quần á là tại vì hôm qua con lỡ tè dầm ra quần á. Ba mươi tuổi mà còn đáy dầm hả trời? Dạ, tại vì hôm qua con xỉn quá. Trời ơi, tao đánh mẹ. Đánh với cô vậy là còn nhẹ đó. Chứ mà hồi xưa đó hả, ông bà ngoại đó quýnh tôi bằng cái củi bự chà bá như vậy đó. Trời ơi, mẹ quýnh con à. Mẹ ngồi dậy đi, tắm rửa thay đồ rồi đó, nấu cơm cho ăn. Một chuyện tình yêu ánh hoa si gửi trong tranh vẽ những nỗi buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Dưới ánh nắng sương long lanh chiều canh hồng khoe sắc thơm, mỗi sáng sớm bên sông thơ em bên mẹ. Cái thằng là mẹ hết hồn à. Nhìn mẹ vui vẻ yêu đời quá ha. Lại còn cắm hoa, mặc nguyên bộ đồ đỏ chói nữa. Nè, đừng có nói với con á là có anh nào đang theo đuổi mẹ nha. Mẹ già rồi, ai mà để ý nữa. Già cái gì mà già, mẹ của con mới bốn mấy tuổi thôi hà. Nhưng mà nhìn mẹ hả, trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Chắc chắn hay là có nhiều ông theo đuổi mẹ lắm nè. Khai thiệt đi. Nghiêm túc nha. Cả một đời mẹ làm lụng và lo cho gia đình, thời gian đâu nữa mà mẹ yêu. Như là trái tim của mẹ nó nguội lạnh rồi con. Mẹ nói có thiệt không đó? Như là con đây nè, trái tim con lúc trước cũng nguội lạnh, nhưng mà bây giờ có tình yêu mới rồi đó. Hoàng, nếu như lỡ may, mẹ nói là nếu như lỡ may nha, mẹ có người yêu. Mẹ đã nói là nếu như lỡ may mà, mẹ có người yêu và bước đi một bước nữa, thì trong lòng con sẽ nghĩ ra sao?
con không biết nữa. Con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này. Bởi vậy, con không biết cảm giác sẽ thế nào đâu. Hôm nay ổi ế, hai đứa ăn cho mẹ nha. Dạ. Mẹ đừng đi lấy chồng nha mẹ. Mẹ xấu như vậy ai mà lấy? Không dám đâu mẹ. Mẹ của con á là đẹp nhất trên đời luôn á. Mà mẹ đừng có đi lấy chồng nha. Mẹ mà đi lấy chồng á, tụi nó ăn hiếp con sao? Mẹ hứa nha mẹ. Mẹ không có đi lấy chồng. Mẹ ở vậy nuôi hai đứa luôn nha. Dạ. Cho mẹ buồn hả? Không phải. Chỉ có điều là trong cuộc sống có những thứ đã định hình thì ta không nên thay đổi nó. Chuyện đó thì chúng ta gặp nhau chúng ta mới nói chuyện ha chị ha. Bây giờ nói chuyện trên điện thoại thì có vẻ không tiện chị. Ngọc Trinh. Dạ. Chị có gì em gọi lại cho chị sau ha. Ủa anh từ Sài Gòn xuống đây sao không nói trước cho em ra em đón anh? Thăm người yêu cần phải long trọng vậy không em? Hôm nay anh trốn bệnh viện xuống thăm em hả? Đâu có. Lúc này làm việc nhiều quá. Năm nay bệnh viện thưởng cho anh 2 ngày phép đó. Ủa mà anh có rành về giấc mơ không anh? Về ung thư thì anh rành. Còn về thần kinh như giấc mơ thì anh chịu. Mà sao anh hỏi vậy? Tại hồi tối hôm qua em nằm mơ thấy Thu Lan. Nó trở về Vũng Tàu nè. Nó trong nó tiều tụy lắm. Mà nó còn nói là nó sắp chết nữa đó anh. Ghê vậy hả? Mà thôi quên chuyện nó đi. Nó chỉ là giấc mơ thôi mà. Không phải là giấc mơ đâu. Trời, Thu Lan. Thu Lan. Mình nhớ đồ quá à. Cứ như là có thằng giao cách cảm gì đó. Đúng, chỉ có điều á là mình còn sống dài lắm đó. Và trông rất là khỏe mạnh chứ không hề tiêu tụy chút nào. Nói thiệt nha, chưa thấy ai tệ như cậu á. Bị biền biệt suốt 3 năm không hề liên lạc. Vậy á, vậy mày nói là bạn bè thân đó hả? Mình thật lòng không muốn như vậy. Mong các bạn hiểu cho. 3 năm qua mình nhớ các bạn nhiều lắm. Lúc có thì nghe nói Thu Lan đi chữa bệnh, lúc có thì nghe nói đi học. Vậy thật hư ra làm sao? Ở bên Mỹ em vừa đi học vừa chữa bệnh. Nhưng tại sao không liên lạc? Cứ như là trốn lệnh truy nã vậy đó. Có phải Thu Lan ra đi là vì muốn trốn trại Minh Hoàng không? Làm ơn đừng có truy hỏi em nữa được không? Thỉnh thoảng mình có gặp anh Hoàng. Trong ảnh có vẻ đau đớn lắm. Anh có nói gì về mình không? Không hề, dù chỉ là một câu. Nỗi đau đã biến Minh Hoàng thành một người khác hẳn. Kể cho mình nghe đi, chuyện của hai bạn sao rồi? Đừng hỏi nữa, mình đang khổ tâm lắm. Từ lúc về nước á, Thu Lan có gặp lại Minh Hoàng chưa? Còn biết cô có cổ vũ gì thì cũng phải có mức độ, có chừng mực. Ta phải xứng với
của nó chứ. Đã đi chơi rồi mà còn bắt phải kiềm chế, tôi mệt. Trật tự đi, hai cô ồn ào quá. Mà nè, cô có biết tại sao anh dẫn cô vô đây coi nuôi chó không? Biết chết liền. Cái tên này khó hiểu lắm á. Thực ra anh dẫn cô vô đây là để cho cô thấy cuộc sống này vốn dĩ là một cuộc đua quyết liệt, không có khoan nhượng, và phần thưởng sẽ chỉ dành cho kẻ thắng cuộc. Cô cũng cố gắng sao để trở thành thợ làm bánh giỏi nhất Vũng Tàu này đi đó. Cô có biết lỡ chó có những phẩm chất đáng quý gì không? Đó là lòng trung thành. Một khi nó đã yêu ai rồi thì nó siêu cho đến chết và không bao giờ thay đổi. Cẩm Hồng, Cẩm Hồng, cái tên đó đó, nói mà sao hả, cái giọng lưỡi cay đắng quá vậy. Thực ra anh muốn ám chỉ đến với cô đó, bội bạc. Đẹp trai, con nhà giàu mà hay bị phụ nữ đá hả? Cô biết như vậy là đủ rồi, đừng có hỏi thêm nhiều nữa. Cho xe vô bãi đậu đi nha. Sao em sai như tài xế của em vậy? Thì tất nhiên là như vậy rồi. Xin chào quý khách ạ. Xin hỏi chị đi mấy người ạ? Hai người. Tôi đến đặt tiệc đính hôn. Chắc là giám đốc của cô đã dặn trước rồi ha. Dạ. À mà chị là Mỹ Nhan phải không? Phải. Dạ xin mời chị vào đây ạ. Nè bà thím, giờ này trưa rồi, sao không vô bếp làm việc đi? Đứng đây chi vậy? Tôi nghỉ giải lao một chút không được hả? Mỹ Nhan, em đi đâu vậy? Chị Tâm Lan, chị làm ở đây hả? Bà thím này là Thu Lan mà, chỉ là Thu Lan mà, Tam Lan là sao? Thu Lan nào? Chỉ là Tam Lan. Đây. Chị đây, bỏ ra tóc của em, bỏ ra chị. Tam Lan hả? Lan có dê hả? Khoai lang, rau lang gì đó hả? À, bà này đúng là cái củ khoai lang mà. Chị bỏ ra, tóc này em làm hết cả buổi sáng đó. Nè, lâu quá không gặp, chị thấy em cao ra đó. Mà cao cũng phải thôi, em ăn đồ giày cao cả tấc à. Chị vẫn trung thành với nghề làm bánh à? Nè, ở đây bây giờ chị tên là Thu Lan, là một loại hoa rực rỡ. Đừng gọi chị là Tam Lan nha, nghe nó giống như là rau lan rau muống nha. Trời ơi, chị vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó hả? Cả xóm vẫn nhớ chị tên đó mà. Từ hồi chị chuyển đi tới giờ đó, mẹ em vẫn khỏe hả? Thì vẫn chửi ông sếp mỗi ngày thôi. À, em thân với anh giám đốc ở đây lắm đó. Anh giám đốc? Hồi nhỏ cũng quen kêu vậy rồi, tình cảm cũng khăng khít lắm. À mà bà đính hôn của em chắc cũng do chị làm luôn hả? Em sắp đính hôn hả? Tổ chức ở đây luôn hả? Wow, chúc mừng em. Vậy thì chị sẽ làm cho em một chiếc bánh thật là đặc biệt. Chúc mừng cho em, sẵn chúc mừng luôn cho chị. Sao vậy? Bởi vì chị đã loại trừ bớt một đối thủ cạnh tranh. Nè, ông xã em làm nghề gì? Là ai vậy? Người này là gì của em vậy? Đây là ông xã tương lai của em. Tại sao tự nhiên chị ngớ ra vậy? Em, ai vậy? Anh không cần biết. Đây là người sẽ làm bánh đính hôn cho mình. Thôi mình đi đi anh. Nếp dinh dưỡng theo ca bùi cuốn cuốn. Bé thích, mẹ an tâm.